Dõi theo cuộc sống trong khoảng nửa năm qua của Úc Thành Vân tại Úc, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước độ chịu thương chịu khó, chăm chỉ, nỗ lực thích nghi môi trường mới của nữ diễn viên. Một mình vừa làm việc vừa chăm sóc ba con nhỏ là điều không hề dễ dàng, nhưng Úc Thành Vân vẫn đảm đương mọi thứ. Mới đây, Úc Thành Vân khiến người hâm mộ dở khóc dở cười khi xem khoảnh khắc vào bếp nấu nướng cho các con tại trời Tây. Từ khi sang Úc, cô là người chăm sóc việc ăn uống và đi học của ba đứa con nhỏ. Đáng chú ý, khi chế biến món ăn có hành tây, Úc Thành Vân liên tục chảy nước mắt. Nữ diễn viên còn dí dỏm cho biết: "Tôi khi cắt hành, con muốn ăn thịt bò và hải sản nướng tối nay. Ok con, mẹ khóc một trận là con có đồ ăn à. Ngày nào tôi cũng khóc trong bếp, đủ mọi cách không linh ứng tôi vẫn khóc." Bà xã trí rùa khiến người xem dở khóc dở cười với đoạn video nấu ăn trong nước mắt. Trước đó, Úc Thành Vân cũng từng chia sẻ video cắt hành và nước mắt rơi không ngừng. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả nhiệt tình bình luận mách mẹo giúp nữ diễn viên hạn chế được tình trạng này, cũng như ngưỡng mộ cách cô chăm sóc các con ở xứ người. "Thương mẹ Úc quá nè, lần sau cho hành vào ngăn mát trước khi cắt nha. Em y chang vậy luôn nên em hiểu cảnh này. Úc giỏi quá, vừa làm việc vừa đảm đang chăm con." Cách đây một ngày, nữ diễn viên có buổi livestream thẳng thắn nói về những khó khăn tin đồn quanh chuyện mẹ con cô ở Úc. Đồng thời cô bày tỏ mong muốn khán giả đừng đồn thổi chuyện mình sống khổ khi ra nước ngoài. Úc Thành Vân chia sẻ, so sánh cuộc sống ở hai nơi là rất khó. Ở Việt Nam thì là số một về mọi thứ như lối sống, sự hỗ trợ. Ở bên đây thì vẫn có hàng xóm giúp mình, nhưng người ta vẫn cần sự riêng tư. Tôi cũng học thêm được nhiều kỹ năng mềm, trẻ em tự lập hơn, môi trường sạch và an toàn. Từ khi sang Úc, ngoài thời gian chăm con và đưa đón con đi học, Úc còn dạy yoga và bán hàng online, nên có những ngày phải làm việc đến tối muộn. Dù vất vả, nữ nghệ sĩ vẫn tận hưởng cuộc sống bằng cách làm đẹp, đưa các con đi chơi. Cô nàng cũng từng chia sẻ, "Mọi người đừng trích mấy câu nói của tôi rồi nói tôi sống khổ hay gì. Tôi than là chỉ vì muốn kể cho mọi người nghe chơi vậy thôi. Phụ nữ ở tuổi này phải chăm lo cho gia đình thì làm sao mà ngồi không rung đùi được. Từ đó tới giờ cái nết tôi đã như thế rồi. Tôi cũng rất biết ơn giai đoạn này vì học được nhiều kỹ năng bản lĩnh hơn. Thời gian này tuy cực nhưng các con thấy được sự nỗ lực của mẹ, học được nhiều điều hơn. Đây cũng là lúc gắn kết các thành viên trong gia đình." Sau phim, cù lao sát sống cho biết vì gia đình ngoại ở Úc nên cô quyết định đưa các con sang đây du học. Ông xã nữ diễn viên phải ở lại Việt Nam để trông nom nhà cửa, việc kinh doanh. Khi mọi thứ ổn định, Úc Thành Vân sẽ đi về giữa hai nước thường xuyên để làm việc. Úc Thành Vân kể: "Gia đình tôi luôn thích việc ba mẹ phải trực tiếp lo cho các con, trừ khi không thể. Nhiều khi con gọi mẹ ơi mà ám ảnh. Tuy nhiên điều này cũng mang đến một giá trị là sự gắn kết. Tôi luôn tự nói với các con phải cố gắng học tốt và ngoan. Tôi cũng nỗ lực mọi thứ, tận hưởng những sự vất vả lẫn điều tốt đẹp tại đây. Nếu mà không ổn thì mình về trường. Công việc của tôi chủ yếu vẫn ở Việt Nam. Tôi cũng không phải đi luôn, đây chỉ là một sự dịch chuyển tạm thời thôi. Thời gian đầu thì vẫn phải túc trực, nhưng sau này sẽ có người nhà hỗ trợ. Thì đi về thường xuyên hơn, mọi người đừng sợ tôi bỏ nghề luôn."